Dạ dạ chào thầy, dạ thầy. Thầy đang làm bệnh cho chú này ha. Dạ. Dạ. Dạ chú đang bị bệnh gì vậy thầy? Cái này là ông bị địa điểm. Địa điểm cái này ha. Dạ. Dạ dạ cảm ơn thầy nha. Dạ. Dạ tiếp theo là bác này cái chân bị gì mà bó vậy bác? Bó thuốc hả? Bị tai biến chú. Dạ bị tai biến ha. Dạ. Cái dạ. Tai với cái giò luôn. Dạ. Dạ. Cái tai với cái giò luôn hả bác? Dạ bên trái. Dạ. Dạ. Rồi bác đưa bác trai vô đây bao lâu rồi bác? Bữa thứ ba. Rồi sáng thứ tư mới làm. Là mấy bữa ở đây thấy bớt nhiều lắm mấy ông quay phim. Vậy hả? Dạ. Ở thân tôi ở Bảy Núi nè. Dạ. Ừ, là hôm ngày thấy bác trai có bớt không bác? Bớt nhiều lắm rồi chú. Bớt từng ngày. Dạ. Dạ mừng dữ lắm. Dạ dạ cũng mừng cho bác nha. Dạ. Dạ. Rồi chúc cho bác mau giờ lành bệnh nha. Dạ cảm ơn chú. Dạ. Dạ. Ở dưới đàn bà. Dạ. 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 Đây, băng bó gì nè, bó thuốc nè. Cái này là mình bó thuốc nam hả chứ sao hả? Bó thuốc nam. Dạ. Thuốc nam với là xào bó rồi. Thấy bữa nay cũng bệnh nhân nó cũng bớt nhiều rồi. À, vâng, kính thưa quý vị, thì hôm nay Châu Phú cũng có duyên hai anh em gặp nhau nữa quý vị. Sư huynh Tấn Dũng đi đến đây để thăm phòng thuốc của chú Sáu quý vị. Rồi qua đây Châu Phú cũng mời quý vị và các bạn hãy đồng hành cùng anh em của Châu Phú nha. Đi sư huynh ơi. Dạ, xin mời quý vị nha. Dạ. Vâng, và tiếp theo thì Tấn Dũng sẽ theo chân của chú Sáu để qua bên cái phòng bệnh nhân ở phía sau chú Sáu. Dạ. Kẹp cho em gãy luôn. Đây. Bà con bệnh nhân đa số là ở xa là hay là ở trong tỉnh mình chứ sao? Ở trong tỉnh rồi xa gần xa là rất nhiều. Dạ. Như đây xuống Bạc Liêu hoặc mà Sóc Trăng gì đủ chỗ, Cần Thơ gì đủ chỗ cho nó Phú Quốc thì cũng qua chân á. Dạ dạ. Dạ nhà, nhà bà con lại đây hút thuốc uống mà nhớ niệm Phật rồi bà cô bác bà con nào cũng thấy cũng hết vậy đó. Dạ. Yeah. Phật tưởng thầy vậy đó. Dạ. Đi lại rất đông mà sáng giờ rất đông lắm. Ừ. Sáng giờ hút thì trên 2.000 thang rồi. Trên 2.000 thang thuốc sáng giờ. Chết rồi trên 2.000 thang mà hút có 6 người hút giúp muốn bò càng hết trơn. Yeah. Giờ còn đang hút kìa. Bà con ta còn đợi. À, tham quan cái phòng bệnh nhân đây là cái ông anh bị bệnh ông thầy để ông thầy chăm cứu đây. Dạ 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 chào thầy. Dạ thầy. Thầy đang làm bệnh cho chú này ha. Dạ. Dạ. Dạ chú đang bị bệnh gì vậy thầy? Cái này là ông bị địa điểm. Địa điểm cái này ha. Dạ. Dạ dạ cảm ơn thầy nha. Dạ. Dạ tiếp theo là bác này cái chân bị gì mà bó vậy bác? Bó thuốc hả? Bị tai biến chú. Dạ bị tai biến ha. Dạ. Cái dạ. Tai với cái giò luôn. Dạ. Dạ. Cái tai với cái giò luôn hả bác? Dạ bên trái. Dạ. Dạ. Rồi bác đưa bác trai vô đây bao lâu rồi bác? Bữa thứ ba. Rồi sáng thứ tư mới làm. Là mấy bữa ở đây thấy bớt nhiều lắm mấy ông quay phim. Vậy hả? Dạ. Ở thân tôi ở Bảy Núi nè. Dạ. Ừ, là hôm ngày thấy bác trai có bớt không bác? Bớt nhiều lắm rồi chú. Bớt từng ngày. Dạ. Dạ mừng dữ lắm. Dạ dạ cũng mừng cho bác nha. Dạ. Dạ. Rồi chúc cho bác mau giờ lành bệnh nha. Dạ cảm ơn chú. Dạ. Dạ. Ở dưới đàn bà. Dạ. Dạ. Đây bây giờ băng bó gì nè, bó thuốc nè. Cái này là mình bó thuốc nam hả chứ sao hả? Bó thuốc nam. Dạ. Thuốc nam với là xào bó rồi. Thấy bữa nay cũng bệnh nhân nó cũng bớt nhiều rồi. Dạ dạ. Khớp bị khớp rồi tai biến rồi đó. Dạ. Theo mấy cái khớp bó theo mấy cái khớp. Ừ. Rồi tiếp theo một ông anh đang nằm đây. Dạ. Chú anh này bị gì bác mà đến đây mà để ông Sáu chỉ bệnh đây chú, mà bữa nay chú đỡ nhiều chưa? Dạ con ở Hồng Ngự. Yeah. Bữa nay con khỏe nhiều rồi. Ừ. Chú bị bệnh sao vậy? Dạ con bị yếu thận với nó đau ở chỗ xương sống này. Yeah. Mà bữa nay là hết nhiều, hết. Ừ. Rất là nhiều luôn rồi. Anh vô đây bao lâu anh? Vô đây được 4 tuần. Ừ. Là anh thấy giảm ha, chị bệnh giảm ha. Dạ. Dạ.
Dạ cảm ơn anh nha, chúc anh luôn là bệnh nha anh. Dạ. Dạ. Chú nào dạ cháu đi vòng luôn anh. Dạ dạ chú. Dạ phòng chú Sáu nha. Dạ và qua phòng thứ năm thì sao. Dạ dạ chào ông. À, chú này đây mình ở đây mình bảo đảm mình dạ. Thành tổng ông vô đây bao lâu rồi ông? Lâu rồi. Ở đây là cả 8 năm trường rồi. Này luôn yeah. Cũng như bảo đảm luôn rồi đó. Dạ. Yeah. Không có thân tộc thì chân mình cũng như thân tộc rồi đó. Ở đây nuôi ông luôn rồi ha. Dạ. Yeah. Nuôi luôn bảo quản hết. Ở đây hình như là cụ này mới tới gì con thấy mới nè. Dạ yeah, bác tới mấy bữa hả bác hả? Bác bị gì bác? Dạ bác bó bác có thấy giảm không? Giảm không? Vậy hả? Dạ dạ. Tay hai chân hả thì. Dạ. Bác sĩ rồi mổ cũng đi không được. Dạ. Bác sĩ nó nói là từ mổ rồi mổ đi không được, thôi đi bà để đi chị đi. Dạ. Thôi bây giờ mình trị thuốc nam đi bác. Dạ. Chúc bác mau lành bệnh nha. Dạ. Đây vậy anh em mình đi qua bản ha, qua phòng thuốc ha. Rồi tiếp theo sẽ qua bên phòng thuốc nam chuẩn bị bốc thuốc của chú Sáu quý vị. Đây. Đây là bên cái khoa phòng thuốc nè. Dạ. Lại đây xa gần. Cũng lại đây để khám bệnh nó hút thuốc cũng chị à. Dạ. Coi như hồi sáng tới giờ là hút coi như là cũng như là cỡ trên 2000 thang rồi. Dạ. Mà bà con đến đây thì mình cũng tiếp đãi nồng nặc coi như vui vẻ gì quý vị nào cũng nhớ niệm Phật hết bệnh hết trơn. Dạ. Nhờ thầy độ chứ mình cũng không tài ba gì. Dạ dạ. Đây quý vị, đây là các chú hút thuốc nè. Là 6 người hút mà sáng mơ giờ là cũng ngay ngắt cho sao hả? Xong rồi giờ hút thành giờ cho quên bỏ cơm luôn đó đó ông thầy đó ông bốc đầu thang đó. Vậy hả? Ông đó bốc đầu thang cũng mặt mày xanh giờ kìa trơn kìa đó. Dạ dạ rồi vô trong cái sáu rồi ha. Ngồi nghỉ chút nha rồi chút cho tôi tiếp. Dạ chào cô. Dạ dạ chào cô ở đâu lại cô? Ở Cần Xây. Thấy à coi hoài à coi trên mạng hoài à. Dạ Cần Xây cô ha. Ừ thôi đâu đừng quay. Dạ cô đến từ đâu cô? Ở Kiên Giang Hòn Đất. Kiên Giang Hòn Đất ha. Rồi tôi trên mạng rồi thấy chú Sáu hút thuốc thì nhiều bà con ai uống cũng hết hết cho nên cái lòng muốn đi tới đây mà hồi nãy đi hút thuốc dưới kia dạ, cũng trở lại đây cho gặp được chú Sáu để mà hút dạ, thuốc. Cô bị bệnh gì cô? À, ông này thì bị nhồi máu não dạ. Với nhức cơ bị khớp dạ, khớp quá. Còn tôi thì bị thiếu máu não với máu nhiễm mỡ với cái đầu gối có nước. Dạ, dạ. Gì hết cô? Rồi coi trên mạng rồi. Sao vậy ngồi chờ đợi chút xíu dạ, ông Sáu làm phận sự dạ, chút dạ, ông cô cháu chờ nghe. Cô chờ chút nha. Trên mạng đó rồi điện không? Lúc này quay này với thằng Hậu á. Dạ. Coi mấy thì tìm có số máy điện. Dạ dạ dạ. Rồi chúc cô chú giờ sức khỏe nha. Dạ. Rồi đây bên trong quý vị, bên trong là phòng phòng thuốc nam bên đây nè. Đó đây là các dãy thuốc mà của các lương y của bên phòng y học của chú Sáu vậy luôn túc trực để mà hút thuốc cho bà anh ba đây đây chợ chợ dược chợ phục dược đây là anh này đây chợ cũng là cứng cả chục năm rồi đó dạ già đây già bảy mấy tuổi rồi dạ, đó mà hút rất ba rất xuyên dạ chú ba đang bóc thuốc cho bà con nha thuốc của bà con dạ thuốc quá nhiều thuốc rồi đây về sáng giờ vô thuốc hai lần rồi đó. Dạ. Yeah. Cái học vậy là vô một lần bao mà bây giờ hút vô hai lần rồi. Dạ, yeah, vô hai lần hay một học bao mà vô hai lần. Dạ. Quá rồi, quá. Một ngày nay chắc kể cho cỡ khoảng cả trăm bao thì vô hút vậy. Dạ, yeah, châu Phú à, hút rồi, bên kia châu Phú ơi. Dạ. Yeah. Phú cũng hút thuốc nè. Châu Phú cũng bệnh nữa, bị gan nhiễm mỡ. Rồi, uống rồi cho mau hết. Vậy hả? Quay phim gì chứ cũng bệnh rồi lo cho bác đánh cũng bệnh dạ, chứ con bữa nào chứ con cũng phải đi khám tổng quát cái mà có gì qua nhà chú Sáu dạ, rồi hút thuốc uống cho hết bệnh đang lo cho bác đánh chứ dạ dạ mấy cháu gắng cố gắng giữ gìn sức khỏe dạ để quay để trợ giúp cho dân nghèo và phòng thuốc và coi như các người bệnh hoạn ốm đau nhà cửa sập rồi này kia là công đức Phật từ bi vô lượng mấy cháu ơi dạ. Cảm ơn chú Sáu. Dạ. Đây. Các loại thuốc ha.
Dạ. Số là thuốc nam thôi sao? Có thuốc bắc không sao? Thuốc nam không à, thuốc nam với thuốc núi. Dạ. Cái thuốc núi này mình theo á, mình tính ra cũng như thuốc bắc rồi đó. Dạ. Thuốc bắc mình phải gam lại, mà thuốc núi này là đi miền núi Ông Cấm hay là hoặc ở Ba Hòn, Phú Quốc rồi đó, hay là hoặc Gia Lào, mấy cháu nó đi Gia Lào chuyến kỳ rồi đó là tôi cũng sức ra là 23 triệu. Dạ. Để đi lấy thuốc một chuyến như vậy là đi nửa tháng. Nửa tháng. Đi một năm như vậy là đi có thể là đi 3 lần đi. Một lần đi Phú Quốc đó là phải tệ gì cũng phải 40 triệu. Dạ. Thì vậy đó, dạ, rồi cái đó là bà là... con mạnh phí, các mạnh thường quân dạ. trong và ngoài đó thì cũng trợ giúp rồi mình mới làm nổi chứ không thôi cũng yếu lắm. Dạ, dạ. Con mình một mình chắc kéo lết. Dạ. Cũng nhờ bà con chung tay chứ sao, con chứ sao mà có kinh phí để mà lo cho các chú đi lấy thuốc. Dạ dạ. Còn thuốc là mình miễn phí, mình đi lên núi mình kiếm hay sao hả? Dạ dạ, đi núi mình kiếm đi, núi với hòn rồi đó. Dạ, mình chỉ tốn cái chi phí là cái kinh phí ha. Dạ, kinh phí đi kiếm ăn ở đi, xe cộ rồi sao ha. Dạ dạ. Dạ. Chứ cầu chú đi kiếm thuốc là làm từ thiện không à? Làm từ thiện đó là coi như là sức thân không đó. Sức thân không mình đó. Không có quý vị ta không có gì chơi. Bởi lâu lâu á cũng mong các cô chú anh chị cũng trợ duyên cho các cô chú mà làm những công tác xã hội hay chú sao. Dạ trợ hết trơn à. Dạ. Vẫn những coi như quý vị là không có gạo cho gạo rồi cho tiền. Dạ. Rồi mình trợ cho tiền đó quý vị ta mới làm xã hội bền. Dạ. Bởi vì có no mới có làm xã hội được, nghèo dạ. mà. Đúng rồi. Nếu mình không trợ rồi sao làm đặng. Thành ra mình phải trợ giúp lẫn nhau. Dạ. Nghèo giàu gì cũng vậy, mà nếu lại đây trợ giúp thì mình phải trợ thôi. Dạ. Giàu thì quý vị ta để vô chứ ta không có nhận, còn nghèo thì ta phải giữ cái đó để ta lo cái thân sống ta để làm xã hội. Dạ, đây ta còn có vợ con ở nhà nữa sao ha. Dạ dạ. Dạ dạ. Cho nên thì lâu lâu con với Châu Phú rồi cũng vận động bà con phát quà rồi tặng cho các chú, các cô ở ban từ thiện trong này chú ha, để mà tiếp cho các cô chú có cái tinh thần ấy sao ha. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Cảm ơn chú Sáu nha. Dạ. Mời chú Sáu ra phía trước để cho con đọc danh sách của mình quân trợ duyên cho chú Sáu ngày hôm nay đó. Dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, kính thưa chú Sáu, ngày hôm nay con đến trước là thăm cơ sở đông y của chú Sáu cũng như là thăm chú Sáu. Thì hôm nay con có mang những cái phần thiện tài của tất cả là của 8 vị mạnh thường quân trợ duyên với chú Sáu để cho chú Sáu lo cho bà con bệnh nhân với lo cho những người các cô chú anh chị ở trong cơ sở mà làm từ thiện chung với chú Sáu đó. Rồi những cái phần hỗ trợ cho chú Sáu đi có kinh phí để đi lấy thuốc nam. Rồi có một cái trại hòm nữa lo cho bà con nữa. Yeah. Thì cơ sở chú Sáu cũng rất là nhiều cái về kinh phí chú Sáu. Thì bà con cũng ủng hộ cho chú hôm nay được số tiền là 34.100.000. Yeah. Thì con xin được phép đọc cái phần của con trước rồi em Châu Phú sẽ đọc để trao trợ duyên cho chú Sáu sau nha. Dạ. Yeah. Người thứ nhất đó là Facebook của chị Nguyễn Mỹ ở bên Mỹ, trợ duyên với chú Sáu là $50 là 1.100.000 $50,000. Và người thứ hai là Facebook của chị Hương Đức Chân ở bên Mỹ tên là Châu Mỹ Hiệp, trợ duyên với chú Sáu là 4.500.000. Người thứ ba là Zalo của anh Nguyễn Phúc chuyển dùm chị Hiền ở thành phố Hồ Chí Minh $2,000,000. Người thứ tư là Zalo của anh Tính ở Sài Gòn $1,000,000. Người thứ năm là Zalo của chị Bích Loan hỗ trợ $1,000,000. Người thứ sáu là gia đình của chị Nguyễn Thanh Văn ở bên Mỹ hỗ trợ với chú Sáu là $200 $4,500,000. Người thứ bảy là Facebook của bạn Cai Vong ở bên Mỹ chuyển khoản $11,000,000 để trợ duyên chú Sáu. Và người thứ tám là cô Bảy ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh chuyển khoản $10,000,000 để trợ duyên với chú Sáu. Thì tổng số tiền con nhận được ngày hôm nay là 34.100.000. Con xin trao cho chú Sáu nha. Dạ. Cái này là 20 triệu. Giá này 10 triệu. Giá này là 4.100.000. Dạ. Rồi tiếp theo thì xin mời em Châu Phú đọc danh sách của các mạnh thường quân trợ duyên với chú Sáu. Dạ. Vâng, kính thưa quý vị, thì hôm nay
có sư huynh Tấn Dũng đi đến đây để trao những cái phần tiền tài đến cho cơ sở của chú Sáu để mà giúp đỡ cho bà con và những cái công tác xã hội quý vị. Qua đây thì sư huynh cũng có alo cho Châu Phú đi đến để hai anh em trao chung cho nó vui quý vị. Thì qua đây thì Châu Phú cũng xin đọc cái số tiền của quý mạnh thường quân đã gửi cho Châu Phú. Thì người thứ nhất á, là cô Sương Phú Quắc gửi cho chú Sáu là 1 triệu. Thứ hai là chú Quang Trần Lô gửi cho chú Sáu là 300 đô. Và nhờ chú Sáu á, hiện giờ chú Quang Trần Lô ở bên Mỹ á, đang bị bệnh chú Sáu. Thì bị bệnh tiểu đường này kia, nhờ chú Sáu có cầu nguyện để mà trợ lực cho chú á, cho khỏe và hết bệnh chú Quang Trần Lô á chú nha. Dạ thì tổng số tiền là con gửi cho chú Sáu là 7 triệu 9. Dạ cho con gửi cho chú Sáu 7 triệu 9 để chú Sáu giúp đỡ cho bà con. Dạ dạ tôi xin đại diện cho phòng chứng trị ở ấp An Bình, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang và có trợ giúp cho một số tiền để cho phòng thuốc nam để chi phí cho bệnh, cho lo cho bệnh nhân và đi kiếm thuốc nam và cho chạy hòm. Cháu Châu Phú với cháu Tấn Dũng có chia trao tiền cho tôi, xin đa tạ công đức và quý vị bên Mỹ và trao trong và ngoài ở thành phố và được nhiều sức khỏe. Tôi xin cầu nguyện đa tạ công đức cho quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Tấn Dũng và em Châu Phú cũng xin cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân đã đồng hành cùng với Tấn Dũng cũng như là chú Sáu đây để làm những cái công tác thiện nguyện để giúp cho bà con. Một lần nữa xin kính chúc cho tất cả quý bà con cô bác luôn luôn giờ sức khỏe và công việc làm ăn lúc nào cũng được thuận lợi. Và Tiến Dũng và Châu Phú cũng xin thân ái kính chào tất cả vị và hãy nhớ thương mến Châu Phú để bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chương trình thiện nguyện của Tiến Dũng và Châu Phú nhé vị. Dạ, xin cảm ơn tất cả vị nhé. Dạ Nam Mô Đà Phật. Dạ. Dạ. Nè chú Quỳnh. Có nói gì không? Nói gì dạ, không? Có. Vâng kính thưa quý vị, thì qua video này Châu Phú cũng xin mà hồi hướng những cái công đức lành này gửi đến quý vị và quý mạnh thường quân và tất cả các bạn. Thì Châu Phú cũng chân thành cảm ơn những tấm lòng của quý vị đã ủng hộ kênh của Châu Phú Thiên Cấm Sơn. Qua đây thì Châu Phú cũng có lời là tri ân cảm ơn về người sư huynh đã giúp đỡ cho Châu Phú trong cái thời gian mà Châu Phú mới làm kênh quý vị rất là khó khăn. Tri ân đến sư huynh Tấn Dũng. Châu Phú cũng mong mọi người hãy ủng hộ kênh của sư huynh Tấn Dũng vì huynh ấy giúp rất là nhiều người, rất là nhiều hoàn cảnh và giúp đỡ những anh em YouTube quý vị. Như Châu Phú lúc mà Châu Phú gian nan rất là cực khổ mà tính bỏ kênh đó quý vị, chơi vơi thì anh ấy đã giúp đỡ cho Châu Phú thì Châu Phú cũng mang ơn đến ngày hôm nay. Sẵn đây thì Châu Phú cũng có lời cảm ơn sư huynh nhiều nha. Dạ mô Phật. Dạ dạ. Xin chào và tạm biệt quý vị nhé. Dạ dạ. Dạ chào. Dạ. Rồi duyên chào.